Chú ý, đây là cách chọn đúng giống bưởi đỏ Tiến Vua. Để mua được giống bưởi đỏ Tiến Vua, cần lưu ý các điều sau. 1. Nhà vườn có cam kết bảo hành và bồi thường 100%. 2. Có tem bảo hành đóng dấu đỏ. 3. Nhà vườn có uy tín lâu đời. Xin chào các bạn, cây giống bưởi đỏ Tiến Vua là một trong những giống cây đang được bán chạy nhất hiện nay tại nhà vườn Bảo Khánh. Cây được chăm sóc tốt, chuẩn giống 100%. Bưởi đỏ Tiến Vua là một trong các loại cây mang lại giá trị kinh tế cao, bán được giá rất cao vào các ngày lễ và Tết. Bưởi chuẩn Tiến Vua có màu đỏ đậm, đẹp mắt, ăn ngon, ngọt nhẹ, phù hợp cho người già và trẻ nhỏ. Những đặc điểm của cây giống bưởi đỏ Tiến Vua, đây là loại bưởi mang lại giá trị kinh tế cao, bán được từ 60 đến 80 ngàn đồng 1 kg. Chăm sóc đơn giản, sau 12 đến 18 tháng sẽ thu từ 25 đến 30 kg. Quả từ năm thứ tư sẽ cho từ 100 đến 150 kg quả mỗi cây. Hiện đang là một giống cây hot trên thị trường. Nhà vườn Bảo Khánh là nhà vườn uy tín trên thị trường, cung cấp giống bưởi Tiến Vua chuẩn 100%. Những lợi ích bạn sẽ nhận được khi mua giống bưởi đỏ Tiến Vua tại nhà vườn Bảo Khánh. 1. Cam kết 100%, chuẩn giống bằng hợp đồng đóng dấu đỏ, bảo hành và bồi thường 10 triệu đồng nếu phát hiện sai giống khi trồng. 2. Có tem bảo hành. 3. Mua 1 cây, tặng kích rễ trồng cây. Mua 2 cây miễn phí vận chuyển và tặng kích rễ, phân siêu quả. 4. Cây giống khỏe mạnh, bói quả sớm. Sản phẩm đang được khuyến mãi với giá 199.000 đồng dành cho 100 người đầu tiên truy cập vào website và đặt hàng nhanh nhất hoặc gọi tới hotline 076-451-3333. Cảnh báo, nên chọn mua giống bưởi đỏ tại nhà vườn Bảo Khánh, tránh mất công 2-3 năm phải chặt cây vì trồng sai giống.